Chắc hẳn quý vị và các bạn chưa quên tấm gương hai bác sĩ trẻ của Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng đã tình nguyện hiến máu cứu sống sản phụ mà chúng tôi đã giới thiệu trong bản tin Nhật ký cuộc sống tối qua. Để ghi nhận nghĩa cử cao đẹp và nhân rộng tấm gương tương thân tương ái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa tặng bằng khen cho hai bác sĩ. Hai bác sĩ được tặng bằng khen là Lê Khắc Hiệu và Lưu Hồng Tuyên cùng công tác tại khoa sản Bệnh viện Phụ sản Nhi thành phố Đà Nẵng. Cả hai đều có thành tích xuất sắc, tình nguyện hiến máu cứu sống bệnh nhân vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua. Số tiền thưởng đi kèm bằng khen này tương ứng với một tháng lương tối thiểu là 1.150.000 đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã biểu dương và khen ngợi nghĩa cử cao đẹp, biểu dương tấm lòng của người thầy thuốc đối với bệnh nhân và tinh thần tương thân tương ái của hai bác sĩ trẻ. Tấm bằng khen cũng thể hiện mong muốn, trong thời gian tới, ngành y tế sẽ tiếp tục phát huy, nâng cao y đức, tận tụy vì sức khỏe và mạng sống của bệnh nhân. Trước đó, bác sĩ Hiệu và bác sĩ Tuyên đã xung phong hiến máu cứu sản phụ Jerum Trâm, sinh năm 1983, ngụ tỉnh Quảng Nam, qua cơn nguy kịch. Sản phụ Trâm nhập viện vào ngày 23 tháng 2, tức ngày mùng 5 Tết, khi thai được 32 tuần tuổi, ngồi thai ngược trong tình trạng tiểu cầu giảm nặng, nguy cơ tử vong cao. Lúc này, thì bác sĩ Hiệu và Tuyên đã tình nguyện hiến 3 đơn vị máu để lọc lấy tiểu cầu, truyền cho sản phụ và ca mổ bắt con được thực hiện thành công.